Quảng Nam đón người dân có hoàn cảnh khó khăn trở về từ vùng dịch. Sáng ngày 22 tháng 7, đoàn xe gồm 10 chiếc do công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco tài trợ đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra sức khỏe thì chiều nay xe sẽ lăn bánh về lại tỉnh Quảng Nam. Theo dự kiến, gần 500 người dân sẽ được đón về và vào thẳng khu cách ly ở các huyện đã được chuẩn bị. Đa phần bà con được đón về đều là những người lao động nghèo, làm ăn xa quê, hiện tại đang mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và đang rất cần sự giúp đỡ. Đồng hành cùng chuyến xe đón bà con về quê, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại kỹ thuật Á Châu đã tài trợ 500 chiếc kính bảo hộ cao cấp và 500 hộp khẩu trang y tế nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho đoàn. Nhận được phần quà này, bà con rất phấn khởi và hy vọng rằng đoàn sẽ trở về quê hương Thượng Lộ bình an. Theo thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được, gia đình ông Trần Công Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng khu vực phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Bình Phước đã quyết định tài trợ 2 chuyến bay cho bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh về quê, dự kiến khoảng 372 người, ưu tiên cho những người già yếu, bệnh tật, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Như vậy, bên cạnh phương tiện là xe vận chuyển, bà con đồng hương về quê do tỉnh Quảng Nam tổ chức, thì với 2 chuyến bay do gia đình ông Cảnh tài trợ sẽ giúp thêm nhiều bà con nữa được về quê trong thời gian sắp đến. Hy vọng sẽ có thêm những mạnh thường quân đồng hành như gia đình ông Cảnh để có thêm nhiều bà con có điều kiện quay về quê hương. Đây là hành động sẽ chia tương thân tương ái để góp phần cùng nhau chiến thắng đại dịch COVID-19.